Đời người có hai thời điểm mà chúng ta hạnh phúc nhất, bạn đang ở thời điểm nào? Hãy lạc quan vì năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời chúng ta vẫn còn ở phía trước. Hạnh phúc có thể tìm thấy ở mọi lứa tuổi, nhưng phát hiện mới này có thể sẽ làm bạn bất ngờ. Các chuyên gia từ trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London xác định rằng 23 và 69 là hai độ tuổi hạnh phúc nhất trong cuộc đời của một người trưởng thành. Tại sao chúng ta hạnh phúc nhất ở tuổi 23 và 69? Để xác định độ tuổi hạnh phúc nhất và lý do tại sao, các chuyên gia đã khảo sát 23.000 tình nguyện viên tuổi từ ngày 17 đến 85. Họ phát hiện ra rằng con người hạnh phúc nhất ở tuổi 23 và 69 vì những lý do sau. Ở, ở tuổi 23, bạn bỏ lại sự khắc nghiệt của giáo dục ở phía sau và đã bắt đầu một cuộc sống trưởng thành đầy thú vị ở phía trước. Bạn đang kiếm được thu nhập và có những quyền tự do mới. Ở tuổi 69, bạn không còn những âu lo căng thẳng về gia đình, chỉ việc tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu. Con người sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất khi ở tuổi 23 và 69. Có vẻ như việc đặt chân vào một cuộc phiêu lưu mới, một giai đoạn mới trong cuộc sống giúp chúng ta cảm thấy thực sự hạnh phúc. Nếu bạn còn trẻ, hãy chuẩn bị cho mình một hành trang thật vững vàng cho những dấu mốc quan trọng của cuộc đời. Và cũng đừng lo lắng khi bạn đã bước qua tuổi 69, vẫn còn rất nhiều hạnh phúc đón chờ ở phía trước. Hãy tham khảo những điều dưới đây nhé. Lời khuyên để có một cuộc sống hạnh phúc khi về hưu một biết chờ mong người ta nói rằng một người hạnh phúc nhất là khi họ sống cho hiện tại tuy nhiên nghiên cứu ở trên đưa ra giả thuyết rằng việc mong đợi và lập kế hoạch cho những trải nghiệm cuộc sống mới có thể giúp chúng ta đạt đến đỉnh điểm hạnh phúc nó cũng tương tự như các nghiên cứu cho rằng việc lập kế hoạch cho một kỳ nghỉ mang lại nhiều hạnh phúc hơn chính chuyến du lịch đó lập kế hoạch và dự đoán tương lai bạn muốn có thể là một cách tuyệt vời để hạnh phúc hơn Jan Sullivan, tác giả kiêm người sáng lập của sở chơi code INC, đã viết rất nhiều về sức mạnh của việc nhìn về phía trước. Hai trong số 30 cuốn sách của ông đề cập trực tiếp đến khái niệm Quy luật phát triển trọn đời, phát thảo 10 quy luật cung cấp cho người đọc một khung nội về việc chịu trách nhiệm về tương lai của họ. Và câu hỏi của Jan Sullivan là một cuốn sách ngắn, đơn giản, yêu cầu bạn suy ngẫm về một câu hỏi quan trọng. Nếu bạn và tôi gặp nhau sau 3 năm kể từ hôm nay, bạn muốn điều gì xảy ra cho mình về mặt cá nhân và chuyên môn? để xem những năm đó bạn có thành công hai lên kế hoạch nghỉ hưu tự tay phát thảo ra một bản kế hoạch nghỉ hưu được chứng minh là làm giảm căng thẳng và khiến bạn cảm thấy tốt hơn tự tin hơn về tương lai của mình hãy đối mặt với nó căng thẳng gần như đối lập hoàn toàn với hạnh phúc ngày ba nghĩ về sự mất đi làm động lực sống tốt đẹp hơn chắc chắn những suy nghĩ về cái chết sẽ được xem là bất bình thường nhưng tìm kiếm hạnh phúc bằng cách suy ngẫm về cái chết cũng là một cách hay để sống vui vẻ hơn cái chết cần được nhắc nhở thường xuyên hơn từ một nỗi sợ trở thành động lực sống tốt đẹp hơn cũng chính vì thế mà vui cờ dốc ra đời ứng dụng lạ lùng này sẽ ngẫu nhiên gửi thông báo đến bạn năm lần ngày rằng bạn sẽ chết tuy nhiên nó cũng gửi cho bạn thông điệp hãy suy ngẫm hít thở trong tỉnh thức hay thiền địch như những người sáng tạo vui cờ dốc nói việc thường xuyên suy ngẫm về tỷ lệ tử vong sẽ giúp chúng ta chấp nhận những gì mình phải làm từ bỏ những thứ không quan trọng và tôn vinh những điều sẽ làm được bốn tìm kiếm những điều tích cực Mỗi đồng xu đều có hai mặt. Bạn có thể lựa chọn những điều bạn quan tâm và tập trung vào điều tích cực là một cách chắc chắn để cảm thấy hạnh phúc hơn. Dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, hãy làm việc chăm chỉ để tìm thấy một chút hy vọng và hạnh phúc, tập trung vào điều đó, nuôi dưỡng nó và bạn có thể sẽ thấy rằng những điều tốt đẹp nhỏ bé sẽ ngày càng lớn hơn. 5. Tập trung vào các mối quan hệ Nuôi dưỡng mối quan hệ của bạn với bạn bè và gia đình, kết nối người bạn mới đã được chứng minh trong nghiên cứu này và những nghiên cứu khác là bí quyết của một cuộc sống hạnh phúc và một cuộc sống bền lâu. Có thể bạn không biết, cái chết vì cô đơn sẽ diễn ra nhanh hơn cái chết do hút thuốc. 6. Sống có mục đích, cho đi và cảm nhận là bạn một phần của cộng đồng được công nhận là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc, đặc biệt là khi về già. Nghiên cứu mang tính bước ngoặt của Đại học Harvard về quá trình lão hóa cho thấy rằng việc giúp đỡ các thế hệ trẻ hơn giúp khả năng cảm nhận vui vẻ hạnh phúc ở người già tăng gấp 3 lần khi họ ở tuổi 70. Theo Manny Tocnew,